Sứ Nẫu, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sứ Nẫu đang có mặt tại Quảng Phước, Giang Phước, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thì bây giờ Sứ Nẫu đang đứng ở tại đây là chỗ Giang Phước. Quý vị đang nhìn thấy cái cảnh ở đây phía trước của Giang Phước, cái xóm của Giang Phước, Quảng Phước. Thì quý vị nhìn thấy là một cái đầm biển. Đó, bây giờ quý vị và các bạn nhìn xem ở phía trước đây. Xa xa quý vị nhìn thấy đây là cái cảng cá. Đó, cái cảng cá của ở Quảng Phước. Nói chung là ở Giang Phước đó quý vị và các bạn. Thì xa hơn nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy được Nhất Từ Sơn là cái khu du lịch nổi tiếng của thị xã Sông Cầu. Bây giờ Sứ Nẫu muốn gửi đến cho quý vị và các bạn tham quan cái thôn Quảng Phước. Đây người ta gọi là khu phố văn hóa Quảng Phước, quý vị gọi là Quảng Phước, Sứ Nẫu quên nói là thôn Quảng Phước. Đây là gọi là khu phố Quảng Phước. Cái khu ở phía trước thì như vậy. Bây giờ thì Sứ Nẫu sẽ đưa quý vị và các bạn đi vào cái trong cái xóm của Quảng Phước. Đây quý vị và các bạn, đây là trạm y tế của Quảng Phước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến đây và Sứ Nẫu muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái chỗ làm chả cá nổi tiếng ở tại Quảng Phước nha. Đây là Sứ Nẫu quay những cái gì cho, không phải là Sứ Nẫu quảng cáo cho cái gọi là không có quảng cáo cho cái chả cá, chỗ sản xuất chả cá nha quý vị và các bạn. Chỉ qua là tình cờ và Sứ Nẫu vào để quay cho các bạn xem thôi, chứ còn là không có mang tính quảng cáo nha. Để quý vị và các bạn nhìn nhân viên và người làm ở đây, bà chủ bà nào đâu? bà chủ anh chở cá ít sao mà không có chuẩn bị xây bà không ý nói là bà chủ anh chở cá ít sao mà ừ. Nó không có to ra. Đây còn cái bà đây là bà gì? Bà làm bà ăn nhiều quá cho nên bà to hơn bà chủ nhân quý vị và các bạn. Đó, do bà làm xong bà chủ tặng cho bà, bây giờ bà ăn chả cá nhiều cho nên là bây giờ bà to hơn bà chủ rồi. Thôi vui vẻ hài hước với quý vị và các bạn một chút. Bây giờ mình sẽ không đỡ các bạn chờ đợi nữa, sẽ đi ra cho quý vị và các bạn tham quan cái khu Quảng Phước, khu phố Quảng Phước. Ok. Cái đường đây thì nó có hai, nói chung ở Quảng Phước thì ở trong xóm có rất là nhiều đường đi quý vị và các bạn. Bây giờ thì Sứ Nẫu sẽ quay sơ qua cho quý vị và xem thôi, đỡ quý vị và các bạn tham quan. Nói chung thì ở cái khu đây cũng mới thành lập và cũng thời gian gần đây. Lúc trước kia thì nhà còn thơ thớt, bây giờ thì khoảng trên 10 năm đổ lại đây thì bắt đầu bị phát triển và nhà rất là đông.
Nói chung bà con ở đây họ sống bằng cái nghề nuôi trồng đánh bắt hải sản là chính. Ở đây quý vị và các bạn thấy là cũng làm chả cá. Đây bây giờ chúng ta đi vào cái khu ở phía sau đây. Đó, cười này nhân viên cho quý vị và các bạn xem luôn này. Đó, làm chả cá. Đó, làm chả cá này. Ồn quá. Đó. Cười đến rồi quý vị và các bạn thì cho quý vị và các bạn xem qua ở khu Vạn Phước thì họ làm rất là nhiều về chả, bởi vì nơi đây chủ yếu là họ đánh bắt và nuôi hải sản cho nên họ thường làm rất là nhiều cái nghề này. Bên đây nữa quý vị và các bạn nhìn thấy này, cũng làm chả cá tiếp này. Đó, thấy chưa? Đó, rất là nhiều, bởi vì cái nghề làm chả cá ở đây rất là nhiều nha quý vị và các bạn, thấy chưa? Đó, cho quý vị và các bạn xem. Thì quý vị và các bạn thì ở cái khu này nhà rất là đông, rất là vui. Bây giờ thì ở Vạn Phước đã phát triển rất là mạnh so với ngày trước rồi, không phải còn như ngày trước nữa, bây giờ là phát triển. Và cái nguồn thu nhập của bà con ở đây chủ yếu là nuôi trồng hải sản và đánh bắt hải sản cho nên họ rất là phát triển tốt. Từ đó thì cái khu Vạn Phước này đã phát triển rất là nhiều. Nói chung thì khu nhà rất là nhiều nhưng mà Sứ Nẩu không thể nào đi hết được cho quý vị và các bạn xem, chỉ đi vài điểm, vài chỗ thí điểm cho quý vị và các bạn xem thôi. Thì ở đây bây giờ người ta nhìn, các quý vị và các bạn nhìn thấy rất là sầm ấp. Bây giờ là quý vị và các bạn có những dịp mà có nhiều người đi xa rồi, bây giờ không có cơ hội để quay. Có nhiều người đi xa không có dịp để về lại thăm nơi đây thì trên cái video này quý vị và các bạn cũng có thể nhìn lại và thấy được cái cảnh này. Đây thì tạo ra một cái chợ bán ở xóm, chợ ở đây gọi là chợ của xóm. Thấy chưa? Rồi đã. Thì quý vị và các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ ở đây cái xóm đây rất là sầm út quý vị. Phát triển rất là mạnh luôn bây giờ ở nơi đây.
OK, như vậy Xíu Nậu xin tạm dừng video ở đây. Hẹn quý vị và các bạn những video sau.